Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Lạy Chúa, chúng con như con nai mong tìm tới suối nguồn cứu độ của Chúa. Chỉ có Chúa cứu độ chúng con, chỉ có Chúa thánh hóa chúng con, chỉ có Chúa đổi mới chúng con. Lạy Chúa, chúng con đặt hết niềm tin vào tình thương cứu độ của Chúa. Hãy
vui lên anh em, đấng cứu độ đang tới. Chúa sắp đến rồi, ngày hạnh phúc tuyệt vời. Lạy Chúa, chúng con phải dọn tâm hồn để Chúa ngự đến. Chúng con phải sống khiêm nhường, luôn yêu đời, không lọc lừa, sống chân thành. Đó là những nhân đức của con cái Chúa. Xin Chúa thánh hóa chúng con. Đường Chúa đi, đôi cao hãy san bằng, ô sâu bạt cho phẳng. Vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Đường quanh co uốn cho ngày, nơi gồ ghề lẫn cho đầy. Vì này đây Chúa đến, đến gần. Mừng vui lên Chúa sắp đến rồi, Chúa sắp đến rồi, ngày mong vẫn cho muôn đời. Mừng vui lên anh em, đấng cứu độ đang tới. Chúa sắp đến rồi, ngày hạnh phúc tuyệt vời. Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa. Sống vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Này tiếng Chúa hãy nghe lời, xa tội đời hãy quay về. Vì này đây Chúa đến, đến gần. Mừng vui lên anh em, vì Chúa sắp đến rồi. Chúa sắp đến rồi, ngày mong vẫn cho muôn đời. Vui lên anh em, đấng cứu độ đang tới. Chúa sắp đến rồi, ngày hạnh phúc tuyệt vời. Mừng vui lên anh em, vì Chúa sắp đến rồi. Chúa sắp đến rồi, ngày mong vẫn cho muôn đời. Mừng vui lên. Xin trời đổ sương mai, mây ngàn hạ làn mưa móc. Mưa chính Chúa ngôi hai, trần gian ngóng trông đêm ngày. Lạy Chúa, xin mau đến xóa tan bóng đêm tội lỗi. Chúng con cần đến sức mạnh của Chúa.
chúng con cần đến ơn Chúa. Chúng con biết nếu không có Chúa, chúng con không thể làm điều tốt. Xin Chúa đến nâng đỡ chúng con. Sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa đắng cũng nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa chính Chúa ngôi hai trần gian nóng trong đêm. Chúa ngôi hai trần gian nóng trong đêm ngày, xin trời cho sương rơi mây ngàn.
sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa đắng cứu nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa trên Chúa ngôi hài, trần gian nóng trong đêm ngày. Mưa trên Chúa ngôi hài, trần gian nóng trong đêm ngày. Ngàn mây ơi xin cùng mưa xuống, từ cao xanh xin đổ nguồn thánh ân. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin Chúa đến dẹp bỏ mọi tâm tình nhỏ nhen và ích kỷ trong lòng chúng con. Xin cho chúng con biết sống quảng đại với Chúa và với con người. Xin cùng mưa xuống, từ cao xanh xin đổ nguồn thánh ân. Những tháng năm từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi mây mây ơi, trần đời khấn xin. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân tôn kính đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt quen lệ mơ, Chúa Chúa ơi tình con thiết ngày ngàn năm chẳng phai, đường thương đau rã rời chân bước, lần trong đêm mong ngày bừng sáng lên. Chúa Chúa ơi tội con ngất trời, Cha Cha ơi xin thương yêu một lần thứ tha. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân tôn kính đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt hoen lệ mơ, Chúa Chúa ơi tình con thiết tha, vững tin nơi ngài ngàn năm chẳng phai. Tin yêu trong lòng sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh chói ngời cho say mê, đưa con đi về đời thánh ơn. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân tôn kính
ngàn năm chẳng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng con xin trân trọng kính mời đức tổ, đức giám mục, giáo phận, quý cha và cộng đoàn an toàn. Xin trân trọng và hân hoan vui mừng giới thiệu đức khâm sứ đại diện tòa thánh, đức tổng giám mục Leopoldo Miranda đã về với chúng ta hôm nay. Tháp tùng đức tổng giám mục có cha Andre cũng hiện diện với chúng ta. Chúng ta trân trọng với tay để chào. Về với lễ đón tiếp hôm nay, chúng ta vui mừng có sự hiện diện của đức giám mục giáo phận kính yêu của chúng ta, đức cha Phaolô. Với cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha đăng ký tòa giám mục Phêrô Nguyễn Văn Hương, quý cha hạt và các cha trong giáo hạt của nghĩa cùng về với chúng ta, chúng ta đang trọng đây. Giáo nhân đại diện 12 giáo và giáo sứ Thanh Trà với 12.183 nhân danh cùng hiện diện trong buổi phát tiếp hôm nay, chúng ta trân trọng các tay để chào mừng sự họp mặt của chúng ta. Các tay chào các tay thật dài, thật lớn, cảm ơn sự hiện diện của chúng ta. Trọng kính đức tổng giám mục Leopoldo Gianelli, thật là một niềm vui lớn lao cho giáo phận Vinh chúng con được tiếp đón vị đại diện của đức thánh cha Benedicto thứ 16 tại Việt Nam. Sự hiện diện của đức tổng tại giáo xứ Thanh Nhã này biểu hiện sự hiện diện của đức thánh cha với sự quan tâm và tấm lòng yêu thương của người cha chung đối với tất cả các tín hữu có mặt cũng như vắng mặt, ở xa cũng như ở gần, ở trong cũng như ngoài nước, nhưng tất cả đều là gốc và thượng giáo phận Vinh. Thay lời cho gần nửa triệu tín hữu giáo phận Vinh, chúng con nồng nhiệt đón chào đức tổng đại diện đức thánh cha Việt Đức, đại diện tòa thánh tại Việt Nam đã đến với giáo phận Vinh chúng con. Chuyến đi thăm mục vụ này mang một ý nghĩa đặc biệt. Khi dân Chúa bước vào mùa vọng, mùa trong đời Chúa đến, giữa bối cảnh giáo hội Việt Nam và giáo phận Vinh chúng con đang bước vào một giai đoạn mới trong sứ vụ loan báo tin mừng. Một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, hôm nay là lễ Thánh Francisco Xavier, một nhà truyền giáo vĩ đại, luôn thao thức mọi tình mọi cách để đem tin mừng cứu độ cho lục địa Á Châu mênh mông này. Trong bối cảnh đó, chúng con tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ này vừa củng cố đức tin, thắt chặt tình huynh đệ, vừa mở ra niềm vui và hy vọng mới cho giáo phận Vinh của chúng con. Kính thưa đức tổng, ánh sáng tin mừng đã đến vùng đất này lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1629. Bất chấp những khó khăn về mọi mặt, con số thừa sai ít ỏi, nhưng nhờ ơn trên, hạt giống tin mừng đã được gieo xuống vùng đất thân thương này vẫn tiếp tục lớn mạnh một cách lạ lùng. Ngày 27 tháng 3 năm 1846, với sách chỉ Ex Debitu Pastoralis,
Đức Thánh Cha Gregorio 16 đã quyết định thành lập giáo phận Nam Đàng Hoàng, tức giáo phận Vinh, sau hơn 2 thế kỷ đón nhận tin mừng. Đức cha Gautier, tiếng Việt là Ngô Gia Học, báo tác của những cuộc phách hạ, những biến thiên thần phục cùng với thiên tai lụt lội hầu như thường xuyên. Kể từ sắc chỉ cấm đạo của vua Minh Mạng, vua Thiệu Trị, vua Tử Đức, cho đến các cuộc đàn áp của Phao Trang, vùng đất này hoàn toàn bị cô lập và trở thành bãi chiến trường khổng lồ. Tài sản và cơ sở hầu như chẳng còn gì, nhưng tầm trọng hơn vẫn là nữ sinh và nữ tu ngày một tăng thêm. Có thể coi đây là một trang sử viết mặt mồ hôi nước mắt thấm đẫm máu, cùng với bao nhiêu của bao nhiêu người con anh dũng của giáo phận Vinh ngày nay và ngày mình gồm 20 giáo bạn. Hai giáo sứ, hơn 750 ngôi nhà thờ lớn nhỏ và gần 500.000 giáo dân với 2 giáo mục, 205 linh mục dòng triều. Giáo phận Vinh tuy nghèo nhưng rất dồi dào về ơn gồng. Hiện nay tại giáo phận chúng con có khoảng 1.895 nữ tu sĩ thuộc các hội dòng Bến Thiên Giáo Vinh, dòng Thừa Sai Bắc Ả, dòng Tu Rê, dòng Phao Lôn, dòng Con Đức Mẹ Phục Hộ, nữ tử Bắc Ả, Con Đức Mẹ Vô Nhiệm, Ngôi Lợi, Lời Chúa, Phát Sinh, Đăng Minh, Đông Bốc Tô, Thừa Sai Vinh Sơn. Nét đặc trưng của giáo dân Vinh là rất trung thành với Thiên Chúa, hết lòng yêu mến giáo hội, gắn bó với các linh mục tu sĩ và đã góp nhiều cho công tác xây dựng cơ sở của giáo hội. Họ luôn kêu người sầu khả kính và thân thương của chúng con với giáo phận Vinh đang được củng cố và hiện đại hóa hơn bao giờ hết nhờ sự hiện diện của Đức Phật. Chúc mừng Đức Phật đến với giải đất miền Trung gió lào cát trắng và lụt lội này, nhưng cũng là vùng đất của thi ca và địa linh nhân kiệt với những con người kiên trung, hiền hòa, thủy chung và thân thương. Trang trọng cuộc tiếp đón từ Khai Bến Ngọc cho đến đây, ít nơi nào có đoàn người đông đảo như vậy, không chắc còn đông đảo hơn. Chúc Đức Tòa mấy ngày ngắn ngủi dừng chân tại nơi đây tuy đầy bận rộn nhưng cũng xác định gặp niềm vui bảo tay. Tuy nhiên tôi đã học vào nhà thân của hôm nay đã hiểu cái thách trang bên tôi sau qua việc hiện diện của tôi hôm nay thì những cái bài hướng dẫn. Quý cha Pháo Hồ, quý cha anh chị em xin chào. Chào các cô thiếu nhi. Tôi hay lòng đẹp
thuốc tên tăng giang gia. Thuốc tên gia truyền. Sono lieto di essere qui tra voi nella parrocchia di Ten Za per portarvi il sorriso del Papa. Manifestarvi l'affetto del cuore del Papa. Tôi đến đây cũng bày tỏ cái tâm tình, cái trái tim của Đức Thánh Cha. Vengo a Thiên Gia per esprimervi una parola di gratitudine per l'amore che portate al Papa. Tôi đến đây cũng để bày tỏ cái lòng biết ơn của Đức Thánh Cha về cái tình yêu của anh em đối với Ngài. Ringrazio di cuore per l'accoglienza straordinaria che mi avete riservato, accompagnandomi lungo la strada fino alla vostra chiesa. Tôi cảm ơn anh chị em đã đón tiếp tôi ngay từ ngoài đường đổ cho đến nhà thờ này một cách rất cao đức và nhiệt tình. Vero che non ho mai incontrato così tanta folla ad accogliermi come qui a Thiên Gia. Tôi bảo thật như Đức Cha đã nói, tôi chưa hề gặp một đám đông mà đón tiếp tôi như thế này cho đến hôm nay. Il vostro cuore è grande e io vedo il vostro amore al Papa nell'accogliermi con una così cordiale ospitalità. Tôi biết rằng cái trái tim của anh chị em cũng thật là lớn và tình yêu của anh chị em đối với Đức Thánh Cha qua cái điểm tiếp có hôm nay cũng thật là lớn lao. Vengo volentieri a Thiên Gia perché la vostra parrocchia, il vostro luogo ha come un significato particolare. Tôi cũng rất là thích cái cảm giác thú vị của Đức Thánh Cha này, bởi vì nghe nói cái tên Thánh Cha mà tôi cũng có một ý nghĩa rất là đẹp. Ho saputo che Thiên Gia significa stomaco buono. Tôi cũng biết là Thiên Gia. Sono certo che qui si mangia bene. Ho saputo che Thiên Gia significa cuore buono. Tôi cũng biết là Thiên Gia có nghĩa là có cái tâm hồn tốt, cái trái tim tốt. E questo lo vedo già dalla vostra accoglienza, quanto il vostro cuore sia buono. Cái điều đó chính tỏ
Sự đón tiếp của anh chị em và như vậy thì tôi cũng biết rằng cái trái tim của anh cũng thật là tốt, và cái lòng anh chị em tốt, rất là tốt. Tiene za tan za quan za tiene vui điều không thánh giả tuyệt vời. Tan za tuyệt vời. Tăng gia rất tuyệt vời. Thánh giả có một trái tim lớn. Vi porto il saluto del Papa Benedetto XVI a voi che mi aprite la porta della diocesi di Vini. Tôi muốn mang đến cho anh chị em các lần của anh chị em như là cái bày tỏ cái lòng biết ơn, thì anh chị em đã mở cái cánh cửa giáo sư anh chị em để tiếp đón tôi đến thăm giáo phận mình. Quando a Roma incontrerò il Santo Padre potrò dire che i fedeli di Tanza amano il Papa e sono pronti ad aprirgli la porta per venire a Vini. Và lần sắp tới mà tôi gặp Đức Thánh Cha thì tôi sẽ nói với Ngài rằng là cái tình yêu của anh chị em là Thánh Cha này rất là lớn lao và luôn luôn sẵn sàng để đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm. Perché la diocesi di Vin ama il Papa. Vin Quang Chua. Tôi cũng nói rằng là tất cả giáo phận Vinh, giáo dân đời tại giáo phận Vinh yêu mến Đức Thánh Cha và giáo phận Vinh đầy vinh quang Chúa. Il vostro vescovo nel suo discorso ha menzionato due temi particolari importanti. Giám mục của anh chị em đã trình bày qua cái diện từ chào mừng tôi đó, trong đó có hai điểm rất là quan trọng. L'unità e l'evangelizzazione. Đó là hiệp nhất và truyền giáo. Noi abbiamo bisogno di essere uniti per essere forti. Cho nên chúng ta cần phải kết hợp với nhau để chúng ta tạo nên một cái sức mạnh lớn lao hơn. E io vedo constato che i fedeli della diocesi di Vino sono molto uniti. Và tôi thấy cái tâm tình cái giáo dân của anh chị em tại điều phần kinh này rất là hiệp nhất. Ed è per questo che sono forti e coraggiosi. Và bởi vậy mà tôi biết rằng anh chị em rất là mạnh mẽ và rất là can đảm. Vi chiedo di continuare a seguire la parola del vostro vescovo. Và tôi xin anh chị em hãy luôn luôn biết lắng nghe lời của giám mục anh chị em. Đức Cha Paolo è qui il segno dell'unità della Chiesa di Vinh. Cho nên Đức Cha Paolo ở giữa chúng ta đây, đó là cái dấu chỉ của sự hiệp nhất trong giáo phận Vinh. E la mia presenza tra voi oggi è la presenza del Papa che viene a dirvi stiamo uniti insieme nella Chiesa di Gesù. Và cái sự hiện diện của tôi hôm nay đại diện Đức Thánh Cha cũng nói đến điều đó, là chúng ta hãy hiệp nhất với nhau trong trái tim của Đức Giêsu. Ed è vero che questa sera la distanza tra Vin e Roma è più corta.
Và quả thật hôm nay cái khoảng cách giữa Vatican và Vinh không còn xa nữa mà trở nên gần gũi hơn nhiều. Perché il Papa questa sera è vicino a voi. Bởi vì chiều hôm nay chính Đức Thánh Cha đang ở gần anh chị em. Thiêu anh chị em. Đức Thánh Cha Benedetto yêu thương anh chị em. Tạm biệt truyền báo tin mừng. Oggi è la festa di San Francesco Saverio, un grande missionario che è venuto in Asia a portare la parola di Gesù. Và hôm nay lễ thánh Francisco Xavier là một nhà truyền giáo rất là lớn, ngài muốn mang tin mừng đến trong lục địa Á Châu này. Se oggi noi conosciamo la parola di Gesù qui a Fanzan è perché Francesco Saverio e tanti altri missionari sono venuti in Asia a parlarci di Gesù. Và nếu hôm nay chúng ta được lắng nghe lời Chúa là chúng ta nên nhớ rằng đó là công lao của cha Francisco Saverio và các nhà truyền giáo khác đã đến để mang lời Chúa cho chúng ta. Chúng ta phải hết lòng biết ơn các ngài bởi vì các ngài đã từ bỏ quê hương xứ sở của các ngài từ nơi Âu bên đâu trời Âu mà đến với chúng ta đây để cùng chung sống với chúng ta để làm cho chúng ta triển nở trong đức tin. E siamo grati ai nostri. Đức tin và truyền đạt đức tin đó lại cho chúng ta. Ma adesso tocca a noi trasmettere questa fede agli altri. Và bây giờ thì chúng ta phải là trách nhiệm loan báo và truyền đạt đức tin đó cho những người khác. Siamo noi i missionari di oggi che devono parlare di Gesù a chi non lo conosce. Và chúng ta cũng phải trở nên những nhà truyền giáo để loan báo tin mừng, loan báo đức tin cho những người chưa biết Chúa. Siamo noi oggi i Francesco Saverio del terzo millennio. Và hôm nay chúng ta cũng là phải trở nên những người mang tên Francisco Xavier trong thiên niên kỷ thứ ba này. E io vi incoraggio a testimoniare la vostra fede con convinzione, ma nello stesso tempo anche sempre nella pace e nella pazienza e nella comprensione verso gli altri. Và tôi khuyên anh chị em phải luôn luôn giữ vững đức tin đó một cách rất sắc tín và anh chị em phải luôn luôn sống trong cái sự hòa bình, trong sự kiên nhẫn, trong cái can đảm của đời sống anh chị em. In questo momento. Rồi anh chị em thân mến, giờ đây tôi mang phép lành cho hoàng đối với anh chị em nghe những lời cầu nguyện của anh chị em cho ngài. Per la vostra lealtà al Papa. Per la vostra devozione e affetto al Papa. Và lòng trung thành của anh chị em, cái lòng cảm mến của anh chị em, lòng thương yêu của anh chị em đối với Đức Thánh Cha. Per il vostro amore al Papa. Grazie. Và vì cái tình yêu đối với Đức Thánh Cha và nhân dân Đức Thánh Cha, ngài cảm ơn anh chị em. Nello stesso tempo la benedizione che vi imparto in nome del Papa è il segno del suo amore verso di voi. Và đồng thời phép lành của Đức Thánh Cha cũng là dấu chỉ tình yêu của ngài đối với anh chị em. Accogliamo nella preghiera la benedizione che il Santo Padre attraverso la mia persona ti dona questa sera a voi tutti di Tanza. Và bây giờ chúng ta hiệp nhau trong lời cầu nguyện để chúng ta xin đăng lệnh nhận phép lệnh của Đức Thánh Cha cho giáo sứ thanh giảng này. Tất cả giáo sứ thanh giảng đã đưa giáo hạ thượng nghĩa con nói chung hết lòng cảm ơn Đức Tổng đã mang những tập tỷ
mình, cũng như lòng ưu ái của Đức Thánh Cha Benedicto 16 đến với chúng con, và lòng ưu ái của Đức Thánh Cha Benedicto, và cố gắng tiếp bước cho ông để sống làm chứng và loan báo tin mừng của Chúa nơi quê hương đất nước Việt Nam. Thì Đức Tổng tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, cũng như chúc lành cho chúng con. Và kính thưa đồng đoàn, giờ đây để kết thúc nghi lễ đón tiếp, Đức Tổng giám mục sẽ ban phép lành. Xin mời đồng đoàn chúng ta cùng đứng lên và xin mời Đức giám mục dẫn lời vào nghi lễ trang. Có lẽ chưa bao giờ thanh giả được nghe những lời rất là thân thương, và chưa bao giờ thanh giả được đề cao như hôm nay thanh giả tuyệt vời. Nhưng không phải chỉ thanh giả tuyệt vời mà tất cả giáo hạt thuận nghĩa tuyệt vời, giáo mục Vinh cũng như tất cả mọi người rất là cảm ơn và hãnh diện về những gì anh chị em đã làm để chứng tỏ tấm lòng của anh chị em đối với Đức Tổng đại diện tòa thánh, nhất là đối với Đức Thánh Cha và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ước mong rằng có một điều nhỏ nhỏ, nếu anh chị em lần sau khi Đức Thánh Cha sang sửa được một tí thì hay lắm, vì hôm nay rất nhiều người đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Nếu mà có gì xảy ra trên đường thì chắc là bây giờ niềm vui của chúng ta không được trọn vẹn. Chính vì vậy, lần tới với Đức Thánh Cha mà sang, xin ban tổ chức không cho những người không đội mũ và những người đi ba trên một xe máy được tham dự. Tất cả là hồng ân, tất cả là trách nhiệm. Chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha qua sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục đại diện của tòa thánh. Bây giờ chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời nguyện xin của chúng ta. Lạy Cha, chúng con ở đây để đón nhận phép lành của tòa thánh qua Đức Tổng Jeremy đại diện tòa thánh tại Việt Nam. Chúa một phù an chị em và đồng cha, xin Thiên Chúa là cho Amen.
cộng đoàn chúng ta có thể đáp lại lời chào của Ngài bằng tiếng Ý. Benvenuto, chúng ta tất cả đều hô. Benvenuto, viva Padre. Vì thế đón tiếp tại đại từ đến đây kết thúc. Ban tổ chức chúng con một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Đại diện Đức Thánh Cha, Cha Thư ký Đàng Lê Bên và Cha Tháp Tùng của Đức Tổng. Chúc thánh ân tuyệt vời Noel, lời bình an gửi đến muôn loài. Noel gọi mời ai buồn trong bên đời, từng giây phút nhìn lên cõi trời chờ mong mưa nguồn cứu rỗi. Noel lời tình yêu giáng sinh làm người. Noel lời hạnh phúc gửi đến cuộc đời. Noel gọi mùa xuân bừng lên sáng ngời, nguồn ân thiêng trao tuôn bất tận để Noel xanh màu phúc ân. Người đã đến trong trái tim mong chờ, lặng lẽ không ai ngờ, cho dù nhân thế hững hờ. Noel mở lối cho người gặp gỡ cuộc đời và Thiên Chúa như biển tình bao la. Noel giọt yêu thương.